Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với tâm niệm tốt đời đẹp đạo, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp thiết thực chung tay phòng chống dịch. Trên địa bàn tỉnh hiện có 79 giáo xứ, 365 giáo họ với hơn 16.000 đồng bào công giáo. Thời gian qua, các nhà thờ đã đồng lòng thực hiện nghiêm việc tạm hoãn các buổi thánh lễ và hoạt động khác để tránh tập trung đông người, tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Với linh mục Phạm Ngọc Khuê, chính xứ giáo xứ Ninh Bình, việc bà con giáo dân trong giáo xứ ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ vaccine vừa qua là thể hiện trách nhiệm bổn phận của công dân yêu nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Khi được thông báo về cái quỹ vaccine chính phủ, bản thân tôi thì tôi thấy rất là tâm đắc. Và vì vậy tôi thông tin ở nhà thờ và lập kế hoạch để quyên góp cộng đồng người 5.000, 10.000. Và như vậy thấy rằng là cái sự hưởng ứng cái quỹ vaccine chính phủ là rất lớn. Cho nên chúng tôi thu trong vòng một ngày thì giáo xứ của chúng tôi thu được 100 triệu. Đây là 500 bộ bảo hộ y tế trị giá 100 triệu đồng được Hội Thiện Tâm Tràng An trao tặng cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh thông qua Sở Y tế. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và các chùa cũng đã trao tặng gần 100 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch của tỉnh, 40 triệu đồng động viên đoàn cán bộ y tế tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương và 300 suất quà cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn tuyên truyền sâu rộng đến 350 chùa và trên 400 tăng ni về việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, với tinh thần không được chủ quan lơ là trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp. Xuất phát từ cái lòng từ bi cứu khổ, từ cái tinh thần tương thân tương ái của nhà Phật, thế thì các tăng ni tín đồ Phật tử đã có thể nói là tự nguyện, tự giác để mà làm những cái việc ích đạo lợi đời, để góp một cái phần nhỏ bé của mình vào trong cái công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, để đem lại cái sự bình an và hạnh phúc cho người dân. Thấy là các người của mình ấy, người ta đã di cư với năm sinh sống, bây giờ người ta trở về bắt buộc phải vào những cái khu gọi là tập trung, cho nên là những cái trang thiết bị mà để phục vụ cho cái người mà để mà chăm sóc những cái người đấy đã rất là khó rồi, chưa nói đến những đồ ăn uống rồi trang thiết bị giường nằm rồi là quạt mát thiếu thốn nhiều, cho nên là thôi bằng những cái tấm lòng khả năng của mình thì cũng được đến đâu thì được thôi, chứ còn cũng khó lắm. Thế là bảo là bà nói thầy là mua trang thiết bị trước hết là phải phục vụ cho cái người chăm sóc những cái người ở xa về đã. Phát huy tinh thần nhân văn bác ái, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng các cấp các ngành và nhân dân tham gia công tác phòng chống, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.